là con xòe than non, con nuôi ngày 8/4/2020 năm ngoái, vừa thay lông lần thứ hai. Bây giờ là đang bắt đầu lên lửa, thì ngoài Bắc là lại chuyển sang gió mùa, mới sắp tới này rét đậm và lại xịt. Rất là nhiều bạn trẻ là mới chơi là chưa có kinh nghiệm, là cứ bảo là xòe nam là chơi quanh năm. Rồi ông này ông chở cái xe tôi này là nó sợ. Thực ra thì nếu như mà ngoài Bắc về mà bây giờ mà thời tiết mà nó cứ lắng đẹp như ở trong Nam thì là cứ thế là nó chơi thôi, chứ không phải là xòe Nam mà chơi quanh năm. Mọi người là chắc là chưa hiểu tức là gì, tức là ngoài Bắc về là nó bị thời tiết nó lạnh, con xòe là thời tiết nó lạnh là nó xịt đấy. Qua cái clip này để cho anh em biết được rằng là không phải là cứ xòe Nam ra đây là chơi quanh năm đâu, lạnh nó vẫn xịt luôn đấy. Nhưng mà con này bây giờ mà vào trong Nam nhé thì lại cứ thế mà lên lửa mà chơi thôi, vì thay lông xong rồi đấy. Đó là chơi Bắc mà, nên mọi người vẫn chưa hiểu. Đây là con xòe than ngoài Bắc, con mua con này là ở trên Mộc Châu, tổ non cách đây một năm, hơn một năm đấy. Mùng 8 tháng 4 năm ngoái đến mùng 8 tháng 4 năm nay là được một năm, đến tháng 5 tháng 4 tháng 5 vừa rồi năm nay là nó căng lửa. Thì con không cho chơi, không thúc lên để chơi, để giữ con chim. Và vừa rồi là nó thay lông, bây giờ là thay lông lần thứ hai khi nuôi nhốt ở trong lồng. Và nếu như thời tiết nó ổn định ở ngoài Bắc này như ở trong Nam ấy thì cứ thế là nó chơi thôi đấy. Cho nên mọi người phải hiểu là không phải là xòe Nam chơi được quanh năm, mà là ở thời tiết khí hậu ở trong Nam sẽ chơi được quanh năm, trừ cái mùa thay lông thôi đấy. Đây là con xòe Bắc, và bây giờ là nó đang căng lửa dần lên. Và bây giờ nếu như con này mà được chuyển vào trong Nam với cái thời tiết khí hậu như thế thì là nó sẽ chơi, nó sẽ chơi đến bao giờ nó thay lông thì thôi đấy. Và sắp tới là rét đậm rét hại ở ngoài Bắc này là nó sẽ không chơi được nữa đấy. Mọi người phải hiểu là quan trọng là cái thời tiết.